Và tiếp theo thì giải cầu thủ xuất sắc nhất. Một cái tên rất bất ngờ, nhưng nó là thành quả xứng đáng, là nỗ lực của bông hoa nở muộn mảnh đất Vạn Nhôm. Rất lâu rồi và chưa bao giờ anh giành được một danh hiệu cá nhân nào cả. Người tạo ra khoảnh khắc trong trận chung kết này, một vị lão tướng, vị lính già, người cận vệ già, luôn chăm chỉ, xin được gọi tên cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải League S2 Mẫn Sáng 2024 với cái tên Chất Chim. Vâng, trân trọng kính mời anh Minh Hữu sẽ trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất Chất Chim. Đôi khi thì chúng ta cứ phải tận hưởng. Tất nhiên là với mỗi một cái giải thưởng thì sẽ có nhiều người nói nọ nói kia. Đi trôi đi rồi, huy máy chém. Khôi kháo khỉnh rất hay. Chất Chim! Một cú sút tuyệt vời, và đó là cú dứt điểm vào góc chữ A. Và 1-0 dành cho cao thủ Kinh FC. Đúng là kinh, đúng là nhà vua. Một siêu phẩm của Chất Chim. Cứ ly quá đá phạt, nó quãng trường khoảng gần 2m. Đấy, ăn mừng kiểu gì đây? À, chụp ảnh ngay trên sân luôn. Những giây cuối cùng trận đấu và Chất Chim đã tạo ra một siêu phẩm. Nó không cần một đường cong mỹ miều, mà nó đơn giản chỉ là một cú nã Đại Bắc. Cơ hội, Văn Huy tuột chân mất rồi. Chất Chim, cú sút trung quân không vào. Vâng, và sẽ có VAR. Dù trời có mưa có nắng. Đây rồi, Chất Chim sút ra. Cú đá đầu tiên đến từ vị trí của Chất Chim trong 11 trận đấu này, nhưng đó là cú đá không chính xác. Bóng hay của Dương. Cơ hội Xuân Trường. Xuân Trường và mạnh Lukaku. Chất Chim! Tình huống cắt vào trong của Chất Chim, nhưng tiếc rằng cú đá cuối cùng bóng vẫn đi chạy cầu dọc. Nguyễn Hiệp. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.